Trung thu là cũng có lòng đàn nha. Đây là đường Trần Hưng Đạo nha cả nhà. Hôm nay mình đến phố Lồng Đèn nha, nơi bán lồng đèn lớn nhất Sài Gòn nha cả nhà. Giờ mời cả nhà theo mình theo xem phố Lồng Đèn nha cả nhà. Dạ xong rồi. Trung thu là cũng có lòng đèn nha.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Lương giữa học. Đường lương giữa học hả? Lương thử lương giữa học. Gặp mấy đường là đã có bán phố lồng đèn nha cả nhà. Năm nay có nhiều mẫu đẹp hơn năm rồi nha cả nhà. Rất nhiều mẫu đẹp luôn. Năm rồi mình đi thì mình thấy những cái mẫu đó năm nay nó không có nữa mà ra mẫu mới, rất nhiều đẹp mẫu mới luôn. Đây là những cái mẫu mới nè, đẹp. Thank you.